Vậy lúc đó anh đứng đây anh nhìn thấy là như là pho tượng thế nè. Dạ, nguyên cái tượng, nguyên cái hình Phật kia đó. Hình Phật là mình có phân biệt là Phật hay là thần linh không? Anh có phân biệt không? Nguyên cái hình giống như tượng Phật kia đó. Nó màu gì anh? Màu trắng. Màu trắng à? Thì em cũng coi trên Facebook cũng thấy màu trắng, em tưởng là hình Photoshop không à? Là anh nhìn thấy rõ luôn phải không? Màu trắng mà hiện như ba cái hình như giống như ba ông vậy đó. À, ba ông lúc đó là phát sáng ra luôn anh. Cái đèn cầy này mới làm thôi, hôm không có gì trơn á. À, là đứng hôm rồi. Là bức tường không à, cái này là mình mới làm vô. Tại vì mình thấy linh quá, thành ra mình kia cúng kia cho nó đủ lễ vậy đó. À. Chứ hồi hôm đã trong này không có gì. Không có gì hết luôn à. Chỉ có chim nhang này thôi. Nhà, ở trong đó là cái tường màu xanh nè, nhưng mà khi hưởng lên là cái mình chụp là nguyên một cái bức tượng trắng. À. Mình chào cô chú anh chị cùng các bà con trên mạng xã hội. Thì hôm nay mình ta cũng qua đây để xác minh Phật hiển linh tại Sâm Rôn, địa phận của chùa An của chú chị. Thì ngày hôm qua thì cũng như dân tin thì chụp hình Facebook và quay phim livestream cũng rất là nhiều là Phật hiển linh tại khu vực này. Là sơ lược của mình ta là cái tháp ông Tạo Ông Thiên của bà con tại dân địa phương thì cũng có Phật hiển linh. Thì hôm nay mình tới qua đây để xác minh, để tìm hiểu có thật hay không. Thì thông tin này thì cũng có nhà nước qua đây can thiệp để tìm hiểu và nhận thông tin đó là sự thật. Thì có công an qua đây để chụp hình để gửi cho các sư trong chùa. Thì hôm nay mình tới qua đây để tìm hiểu có thật hay không. Vì mà cô chú chị xem video của mình ta thì hôm nay mình ta đi chung với nhóm từ thiện của mình ta là trường Vlog, thì cũng đem trái cây hoa quả rồi nhang đèn qua đây để cúng tại ba ông thiên này. Mà cô chú anh chị cùng xem video của mình ta đã mua đồ cũng như nhang đầy cái trái cây để cúng ba ông thiên. Thì nhờ mấy cô chú ở đây dọn cúng giùm thì mình ta đi cập nhật quay cho cô chú chị cùng xem thôi. Bà ông thiên này thì có vị thần hay là vị Phật gì đó cũng hiển linh, thì bà con ở đây đã chụp hình lại một số người chụp được, có người không? Lúc đó anh có ở đây không anh? Có. Anh có, anh phát hiện hay là anh chỉ má anh coi đây cái nhà của anh luôn phải không? Dạ. Lúc đó anh đứng ở đâu anh nhìn thấy anh? Thì lúc em bên nhà hàng. Anh bên nhà hàng. Bà chạy đi kêu em ra. Là lúc đó là rồi, em qua em dò thấy vậy. Phát sáng ra anh sao? Phát sáng. Có tượng gì không hay không? Có cái hình, có cái chụp, có bà con chụp em. Có tượng sẵn luôn hả? Dạ. Lúc đó em có copy lại. Là đèn này mình mới câu đây hay là sao anh? Mới đây à. Đây là này. Dạ, để một lát em sẽ đốt nhang em cầu nguyện. Vì lúc đó anh đứng đây anh nhìn thấy là như là pho tượng thế nè. Dạ, nguyên cái tượng, nguyên cái hình Phật kia đó. Hình Phật là mình có phân biệt là Phật hay là thần linh không? Anh có phân biệt không? Nguyên cái hình giống như tượng Phật kia đó. Nó màu gì anh? Màu trắng. Màu trắng à? Thì em cũng coi trên Facebook cũng thấy màu trắng, em tưởng là hình Photoshop không à? Là anh nhìn thấy rõ luôn phải không? Màu trắng mà hiện như ba cái hình như giống như ba ông vậy đó. Ba ông. Lúc đó là phát sáng ra luôn anh. Phát sáng. Lúc đó mình có câu đèn không hay là mình để tôi thui? Đèn đốt vậy chứ, mới đây à, mới câu đây à. Là phát sáng bừng cái lúc đó là phát hiện ở đây trước hay ở bên ngoài trước? Bên đây trước, rồi sau mấy bà con ở đây vô đó tụng kinh rồi đó. Rồi sau rồi mới hiện bên kia ông nữa. Đi qua khu vực này quá linh luôn. Lúc đó là mình bà con tập trung gì ở đây đông không anh? Rồi sau cái con nhỏ cũng bên gì đưa người đưa tin 24 vậy đó. Đưa tin 24 vậy. Nó mới lên. Là người ta tập trung ở đây coi nhiều phải không? Qua đây coi rồi lúc đó cơ quan chức năng người ta có can thiệp tao qua coi hay không anh? Đông quá rồi có cơ quan tao qua tao lại. Người ta cái người ta hạn chế, người ta vẫn tin tưởng là thật không phải không anh? Cái đó mình không dám khẳng định. Không mà người ta cũng người ta biết người ta thấy là cơ quan chức năng tao vẫn thấy bình thường phải không? Cái đó mình cũng dám khẳng định cái đó. Không mà người ta vẫn coi người ta biết. Nếu mà có thì là sự thật. Dạ, thì bà con nhiều lắm. Tao qua coi đó là sự thật. Thắp nhang ta cầu nguyện. Thì phát hiện được ngày hôm qua thôi. Trong thời gian mấy tiếng hồ anh? Khoảng mấy tiếng? Nói chung mình nói khoảng đó là tầm 6 giờ mấy 7 giờ, thường thường là 6 giờ mấy gần 7 giờ là thắp nhang.
Rồi hiển linh trong thời gian bao nhiêu phút á? Hiển tới giấc nào ngủ cái mắt rồi anh ơi. Lúc đó là bà con ở đây còn đây đông không? Anh còn cỡ 11 2 giờ còn ta còn qua vô. Mà vẫn còn sáng ha. Còn. Ồ. Sao rồi đóng cửa lại hết thì đi ngủ thôi. Ồ là sáng hoài vậy đó anh. Sáng thì có hiện tượng về hoài luôn. Ồ. Nè đây là không có pho tượng của chú anh chị thì tượng Phật phát sáng tại trong đây nè. À, cũng như là cái pho tượng mình dòm thấy trong cái mình ta sẽ gửi hình cho cô chú anh chị cùng xem nha, là quay sát cho cô chú anh chị xem là ông Thiên đi thờ bông thôi đèn cây đó, mà rất là linh thiêng mà hiến linh. Rồi cái dòng điện này mấy câu nè cô chú anh chị, là lúc đó là gì ở đây đúng không gì? Dạ. Nhưng mà cái đàn cày này mới làm thôi, hôm không có gì trơn á. Dạ, là đứng rồi. Hôm là bức tường không à, cái này là mình mới làm vô. Tại vì mình thấy linh quá nên ra mình kia cúng kia cho nó đủ lễ vậy đó. Dạ. Chứ hồi hôm đã trong này không có gì. Không có gì hết luôn à. Chỉ có chung nhang này thôi. Dạ, ông bà, ông ở trong đó là vách tường màu xanh nè, nhưng mà khi ứng lên là cái mình chụp là nguyên một cái bức tượng trắng. Thấy mà cái bức tượng trắng vậy đó. Trắng luôn mà như cứ... Nhưng mà thật sự là cái này là màu xanh hết luôn. Ừ. Hồi hôm là mình thấy tay rõ, mình tưởng bóng đèn thì mình che, vẫn che, thì mình dòm bên đó vẫn thấy bình thường. Ừ. Thấy phát sáng nha. Phát sáng bình thường, mở đèn rồi tắt đèn luôn, vẫn bình thường. Dạ. Như vậy cho nên mới tin. Rồi mình cũng phải chạy qua bên đó coi hai bên đó coi nó có giống vậy không. Dạ. Thì coi thì không có. Bắt đầu đây tin tưởng thì người ta mới tụng kinh. Yeah. Mấy người mà ta tu lớn tuổi đó. Yeah. Ta ngồi ta tụng kinh thì một hồi thì phát hiện qua bển là nguyên qua Phật tổ luôn. Ôi ôi. Là thêm một cái nữa là chỉ có hai cái thôi. Đó là cái này khoảng chừng một tiếng rưỡi vậy đó là bên kia có nữa. Là sáng hai bàn thờ sáng hết luôn. Hai cái bàn thờ là sáng bên kia là y như Phật tổ ngồi mà chắp tay lại vậy đó. Dạ, song song với nhau luôn hai cái bàn thờ. Mà cái ông Thiên của chúng chị. Kia xuất hiện sao? Dạ. Còn cái này là xuất hiện. Lúc đó mình có sờ này kia được không là chị? Mình cái chỉ sờ mình thò tay vô chứ để mình sờ cái bóng của mình sờ cho tới đây vậy nè. Mình dòm bên đó thì vẫn là thấy cái bóng nguyên hình vậy luôn. Chứ không có đụng như không có cái gì hết. À, không. Em coi trong mấy người ta chụp là không có thấy hình nhang hình gì đâu, chỉ chụp thấy rõ ràng vậy đó. Chứ không phải là người đây người ta lợi nhiều lắm, rồi những người ta lớn tuổi người ta hiểu biết á, người ta cũng lợi nhiều lắm. Dạ. Người ta coi. Một lát em sẽ vào chùa để gặp sư Sao An để hỏi cái việc này như thế nào để. Nếu mà mình nói ánh sáng nó dọi vô thì phải là thấy cái ly hương này. Dạ. Cái ly hương này nó dọi vô sẽ mất cái bóng trắng đó. Dạ. Một khúc hoặc là thấy cái hình ly hương. Còn cái này cái ly hương vẫn bình thường, là cái hình trắng vẫn ngồi bình thường, không có một miếng đen gì trong đó. Mà sáng cái bậc thiêng sáng phát sáng ra luôn hả chị? Sáng quá sáng vậy bình thường vậy đó. Dạ. Ồ, quá lạ kỳ luôn á cô chú anh chị. Đúng rồi, quá lạ thì xin thì cô chú anh chị thấy không, ngày hôm qua là bàn thờ này thì trống rất là trống quét luôn chứ không có thờ cúng như ngày hôm nay đó. Là bà ông Thiên thì ngày hôm nay thì bà con đem hoa quả trái cây đây cúng bà ông Thiên rất là nhiều luôn. Bữa nay thì bà con đã sắp xếp bàn thờ cho nó đẹp để cúng. Dạ, làm từ thiện để người quay những chuyện lạ cho bà con coi. Dạ, chứ mình không có đồng tính mê tính gì đâu nghe chú chị. Không phải mình tính là bà con giúp đỡ gì không có. Dạ. Cái này là chỉ linh thiêng. Dạ, mình chỉ tin vào Phật ngày đạo này, thấy mùa dịch nè. Dạ. Phật xuất hiện thì mình chỉ tin tưởng là sẽ vượt qua hết. Dạ, nói chung là ở đây là mình tơ quay thì không phải là mê tín gì đoan nghe cô chú anh chị, chỉ quay xác minh để cho cô chú anh chị cùng xem cũng thì không có cần dạ. Cái này không cần nguyên góp cái gì đó. Dạ. Thì hôm nay có mấy bàn thì xin một lời cầu nguyện thôi. Dạ, ở đây thái dân nghe. Dạ, thì ở đây thì có ba bàn ông Thiên của chú chị, đa số người Khmer là nhà nào cũng đều có bàn ông Thiên trước nhà hết. Thì bà con thấy sao nói vậy, thì ngày hôm qua thì người ta tập trung ở đây rất là đông luôn để nói chung là người dân hiếu kỳ mà có thì mới đi, chứ không có đồng thổi bậy bạ. Tại của nhà nước cũng cơ quan chức năng thì cũng qua đây để tìm hiểu thì cũng nói chung là người ta không nói, người ta biết là có, người ta không nói nghe cô chú chị. Nè
tắt đèn hết, thấy bóng nè. Tắt đèn hết là chụp cho thấy bóng luôn nè. Tối thui là chụp đen, ta nói là có cái bóng đèn, ta nói là bóng đèn dội vô mới thấy cái hình đó. Nhưng mà mình tắt đèn hết luôn là vẫn thấy đó, thấy không? Đó là rất là đây là hình đang quay live của chú chị. Hồi hôm là người ta nói thì bà con quay rất là nhiều nha. Nhưng mà thật sự không phải, khi mà nếu bóng đèn cá vô là cái gương này nó sẽ trắng. Đúng không? Gọi này chụp mà tắt hết trơn thì chỉ thấy trong nha. Nếu mà mình xài dạ quang thì người ta đâu người ta cũng biết vậy. Nếu mà xài nó có dạ quang. Dạ mình biết. Mà thấy dạ quang luôn mình mới rất là tin tưởng luôn. Dạ. Không ví dụ người ta xài đồ giả dạ quang thì đồ mình không có nói tại cái này nó thấy thiệt. Cái phần đã cả trăm người coi chứ không có ít đâu hôm này. Là phát sáng hai bàn thờ. Bàn thờ bên đây không có chị. Bàn thờ bên bà Hồng Thiên này không có. Bà Hồng Thiên này xong mà bà Hồng Thiên kia có đang tụng kinh bên đây là cái kia phát sáng nha. Là cỡ tiếng mấy mới có. Ồ. Quá trời linh. Cái kia là Phật tổ ngồi. Ồ. Ngồi mà chắp tay lại luôn. Cái máy kia thì máy quay ấy là cái máy này hồi hôm quay nó. Lúc đó là ai phát hiện trước chị biết không? Phát hiện trước là bà ngoại, bà ngoại thấy thắp nhang. Bà nói bà lớn tuổi rồi, bà ra thắp nhang mà sao tự nhiên thấy cái gì sẹt trắng cái bà thấy bà giật mình mà bà lên sợ. Cái phát cái bà thấy muốn ớn lạnh lạnh. Cái bà thắp nhang rồi chung ý cái lòng bà sợ cái bà nói sao thấy ớn lạnh lạnh không được đâu. Mới đi kiếm thằng Út. Kiếm thằng Út coi cái gì. Mới đi ra coi mới thấy như vậy đó là bả bị nóng lạnh rồi. Cũng như là sốt bả ớn lạnh vậy đó. Bả chịu không nổi bả kêu thằng này ra coi thì thấy như vậy. Thằng này lấy máy ra chụp không có dính. Tới nhỏ con gái cô nó kêu nhỏ con gái ra chụp mới dính. Ra chụp dính cái nó chạy lên nó nói thăm hai vô nhà coi sao bữa nay bạn kia nhà con có cái hình này. Rồi mới chạy vô coi đó. Mình cũng tắt đèn mở đèn làm đủ thứ hết. Rồi cái cuộc là vẫn thấy bình thường vậy. Sáng hoài vậy. Rồi bắt đầu về đêm nó càng rõ, về đêm nó càng rõ lên. Chị thấy một pho như pho tượng sáng trong đó thôi. Sáng luôn. Sáng mà có ánh dạ quang luôn. Chứ không phải mà sáng bình thường. Nhìn vô nữa bức tường màu xanh mà Phật lại là màu trắng. Thời hôm này có trăm người coi chứ không phải một mình mình. Phật màu trắng, bức tường màu xanh. Đúng rồi, bức tường màu xanh nè, thấy không? Mình đâu có để tượng Phật nào vô. Hồi xưa giờ bàn ông thiên của mình là không có để cái gì. Đúng rồi. Chỉ một cái lưu hương thôi. Nhưng mà hồi hôm chụp đó là giống như một cái bức tượng ngồi. Nhưng nếu mình không thấy á, mình nói cái đó bức tượng ta để người ta chụp. Nhưng mà thật sự cái đó không phải là bức tượng. Cái đó là nó là cái bóng vậy đó. Nói chung là khu vực này người dân tộc rất là nhiều cô chú chị là dành gia đình nào cũng đều có bà ông thiên Phật mới ghé thấy bà là sáng nè ly nước đồ bà cúng á hồi mấy năm nay là bà cúng bà sạch sẽ lắm sáng là bà cúng trà nóng nè ha rồi chiều bà cúng trà nóng nè là mấy năm nay rồi chắc mình nghĩ rằng là chỗ sạch sẽ Phật mới ghé mới ở vậy đó mình nghĩ rằng là vậy chứ Phật đây là rất là sạch sẽ cái thờ cúng vậy lắm không phải thờ cúng gì thì cũng như trà nước bông hoa gì để thấy ngày rằm ngày gì thôi cái cây cũng trái thôi rồi cái cây bồ đề này cũng tự mọc nha chứ hồi đó giờ không cây bồ đề không có trồng cây bồ đề tự mọc luôn hả cô chú chị cây bồ đề này tự mọc rồi trước có cây dúi á có cây dúi cũng linh lắm nhưng mà ngã rồi hồi đó gió quá ngã rồi ở sông đất này giờ là thành đất Phật rồi. Tại vì mình ở gần khu vực ao bom nổi tiếng mà rồi, khu vực đất linh thiêng mà đúng rồi. Với ông ba này là hồi xưa giờ là làm đám cúng làng á là để cho con nít hết bệnh á hồi xưa bệnh giờ làm bệnh là ngày bệnh sốt á đúng rồi là ngày 11-12 tháng 4 là ổng sẽ cất rạp lên ổng cúng ngay ngã ba đường đó mỗi năm luôn mà bây giờ ổng mất cũng mấy năm rồi cho nên á là chắc năm nay ông thấy bệnh quá ông về quá ông thấy bệnh quá ông sợ ông về chứ mỗi năm là ông mỗi cúng cho cúng làng cho mấy đứa nít đừng có bệnh đó nói chung là mình qua đây để quay trực tiếp để hỏi bà con tại địa phương này thì là con ruột của chú anh này là chú nhà luôn để xác minh cho bà con hiểu đó chứ không có nói gian hay là mê tín gì đâu nghe cô chú chị là bà ông thiên có thật là không có mê tín gì đâu, mình chỉ quay để cho cô chú chị cùng xem để hiểu thôi nó tin không tin là tùy cô chú anh chị nghe mình chỉ quay để cho cô chú anh chị cùng xem thôi để xác minh là bà con thì có sao thì nói vậy anh tin gì anh tin thi anh thi hôm nay nhiêu tuổi rồi
À, anh là con thứ mấy? Úc. Con Úc hay có bà phải không? Dạ dạ. Rồi bên đây có một bà ông Thiên nè, cô chú anh chị thì tôi quay cho cô chú anh chị xem luôn. Có ba bà ông Thiên, thì có hai bà ông Thiên thì được Phật hiển linh về. Bên đây thì có bà ông Thiên nè. Đây thì cũng có hai bà ông Thiên, bạn kia phát hiện ra trước, còn bà ông Thiên này phát hiện ra sau. Đây là chủ nhà của bà ông Thiên bên đây, mình ta sẽ vô đây để tìm hiểu ai như thế nào. Dạ bà. Tối này là các chư thần hiện diện về luôn. Dạ. Cũng cái đồng thời này cũng mới làm này cũng còn khoảng 7 tháng 8 tháng mà thấp nhận hồi nào đâu có thấy. Dạ. Mới tối này mới thấy. Ồ. Linh mà lạ thì khen chú là về là giống như một bức tượng không. Dạ. Không phải chi mà về mà có một cái hành động gì là mình không nói nha, mà giờ hiện lên là nguyên một bức tượng như luôn á chú ha. Này nó ra nhưng làm cho ổng làm cho mình cũng mong có thấy như là hình dung như làm cho đi cái hình dáng cho thấy như Phật kia. Dạ. Thì ổng ngồi chỗ vậy đó. Dạ. À. Là chỉ là hiện diện là một cái tượng Phật thôi. Dạ, tượng Phật. Chứ mà không ra cái hình hài gì khác. Dạ, à. Không phải như mình ngồi thấy Phật như vậy. À. Tượng thôi. Dạ, ra là hiện lên là giống như là một cái tượng Phật chứ không. Dạ. Tại thế là giống như là kêu bằng Phật kêu bằng gì ta, quên mất kêu rồi. Mấy câu mà mấy người mà kêu là Phật tái thế á, về giúp nhân gian như kia họ. Nói là nó ra vô như vô thực thế vậy. Dạ. Dạ. Này Phật này mới ra để mình để cứu dân. Dạ. Để ra và để cứu dân mình. Hoặc mình đi sai lầm đường. Dạ. Tội gì này nọ. Dạ. Ông lại dẫn hướng mình. Dạ. Để đi đường đúng, đừng đi đường sai. Dạ. Đó, vậy đó. À, chú nhưng mà khu vực đây thì như là cái xóm mình á là hầu như là ai cũng đi thiếp hết hả chú ha? Không. Thì ai cái đó có số phận mình không phải đi được đi đâu. À. Đó cái số của mình. Số của mình ha. À, cái số của mình á. À. Thí dụ có khi có người 70-80 tuổi chết đi rồi chưa được đi tiếp. À. Cái số của mình nó có được hưởng cái chỗ đó. Dạ. Số giống như là căn duyên của mình đó chú ha. Căn duyên của mình nó có được cái chỗ đó. Dạ. Thường thường như mình ngồi thiền vậy á rồi về cái sức khỏe mình nó có ảnh hưởng hả mà khỏi không chú? Không có đâu. À, không có ha. Thì mình nói mình lại mình đọc kinh mình dai đi cho. Dạ. Cho mình yên lành cho sống cho khỏe. Dạ. Nghe lại ý của Phật nói. Dạ. Mình dạy ổng dẫn hướng để mình theo lại của ổng. Dạ. Con nghe nói nhiều người cũng kể là mỗi một người đi thiếp á. Dạ. Là giống như là ta chìm một giấc mộng như thế chú ha. Dạ. Là mỗi người thấy một cái giấc mộng nó khác nhau. Dạ. Dạ. Có người thấy sẽ về với cõi Phật. Dạ. Có người sẽ thấy về cõi cõi khác nữa. Dạ. Dạ, cõi địa ngục. Dạ, dạ. Khi mình á hồi mình còn chưa đi thiếp. Dạ. Cô mình thí dụ mình hồi mình chưa đi thiếp mình đi làm con này con kia hay gì đó. Dạ, mình sát sinh nhiều. Sát sinh nhiều. Dạ. Dạ. Là mình sát sinh nhiều là mình. Dạ. Đi thiếp mình sẽ thấy. Dạ, thấy cái đó liền. Dạ, thấy. Dạ. Ha. Dạ. Thấy được cái giống như là cái cửa luân hồi. Dạ. Đó, là nó sẽ cải điều. Rồi còn mình chưa đi thiếp á mình cho ông cho mình thấy vô đó đó. Dạ. Vì sau này mình từ từ. Dạ. Mình cho cái tâm lòng tâm hồn của mình cái linh của mình bỏ qua chỗ đó. Dạ. Mình sau này mình đi theo cái chỗ đó nữa. Dạ. Dạ. Là cái đó là kêu là cho mình thấy để mình sửa sai. Dạ, sửa sai đó. À. Dạ. Những cái nào mà mình làm sai cái lúc. Dạ. Trước á thì. Dạ. Bây giờ bắt đầu mình sửa lại để cho cái nghiệp mình nó. Dạ. Tan bớt từ từ nha chú ha. Dạ. 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 Đây cũng là một cái phần hay. Dạ. Tại vì con nghĩ là nếu mà đi thiếp á thì đa số là những người lớn tuổi ta đi không à. Dạ, nhưng mà giờ chú nói con mới biết là bao nhiêu tuổi đi cũng. Dạ, được mà đúng rồi. Cái phần duyên. Dạ. Phần căn rồi là được. Dạ. Đi là đi thôi. Dạ, dạ. Mình. Dạ. Đi thiếp vậy một lần mình đi vậy một tháng mình đi một lần hay sao chú không? À, đúng tháng. Dạ. Mình mới về. Dạ. Dạ. Một tháng là mình thì theo chỗ chùa cái khi người ta tháng rưỡi cũng có cái thi nửa tháng cũng có. Dạ. Ủa vậy mình đi một lần vậy là mấy ngày được hả chú? Dạ. Mình một tháng hay là mình đi một tháng mình đi một lần hả? Không, một tháng mình ở trong chùa đó luôn á. À, là ở trong chùa luôn. Không được về nhà. Không được về nhà. Dạ. Dạ. Chừng nào xong xuôi hết mới về được. Dạ. Dạ. Hay quá, tại vì cái này cái chuyện tâm linh này, nhiều người đi về là không dám kể đúng không chú? À, cái đó không dám kể đâu, vì mình kể ra mình không có. Nó dạng như là tiên cơ bất khả lộ ha. Dạ. Dạ. Cái chuyện nào có đó có
phần ai đó lo đó. Dạ. Phần ai đó giữ á. Dạ. Về là không được nói tầm bậy, không được nói, không được khui ra. Không có khui ra được. Dạ, chú, cho con hỏi như ngày hôm qua chú phát hiện cái trước cái bàn thờ ông Thiên á, thì chú lúc mấy giờ chú? 6 giờ rưỡi. 6 giờ rưỡi là chú ra đúng nghe. Thì không có, tôi đang đọc tụng kinh nhà tôi nè. Rồi có người chị hai thứ hai á, bà là không được tụng, ông bà không được đọc kinh, bà lấy nhà thắp nhang mỗi ngày gì đó. Tự nhiên bà thắp nhang, bà thấy vậy mới bà cũng hết hồn. Hồi nhỏ tôi lớn không có từng thấy vậy đâu. Bà chạy đi kêu con. Rồi mấy con lại chạy kêu tôi để tôi đi chùa này nọ, mấy con nó biết á. Rồi tôi đi đó, nó ra mình cũng đi chùa chứ, mình thấy bậc thiệt. Rồi sau này vừa mình tụng kinh nó thấy là ba người. Như mình ba người. Bàn thờ của chú này là ba vị hả? Dạ. Bàn thờ của bên kia ba vị. Ba vị. Đầu tiên có một vị à. Dạ. Rồi mình tụng kinh nó mới ra ba vị. Dạ. Rồi mới ra đặt kinh xong ở đây hiện lại lên không nữa. Dạ. Lúc đó mình nhìn thấy sáng, mình từ xa mình cho mình thấy sáng quá chứ. Không có sáng, thì đứa cháu đi ngang hồi đứa cháu này thấp nhau đâu có đâu. Dạ. Không có thấy. Từ nha đó tôi đọc kinh xong rồi á, mấy đứa cháu đi ngang ra ta, mẹ ơi bên mình cũng có Phật nữa kìa, mới dọn nhau chạy đó. Tôi mới chạy. Dạ. Mà trong đó ba cái bàn ông Thiên mà chỉ có hai bàn thờ chỉ có thôi, trên giữa là không có hả? Đây đâu có cái chỉ có hai bàn thờ có, còn bao nhiêu không có. Như cái tượng Phật mà lúc mà con coi trên hình đó chú, là cái tượng nó vẫn là cái tượng Phật kiểu mà giống như là người Khmer, bên người Khmer luôn. Mà nếu mà bên đó thì ta kêu cái vị Phật đó là chú có hình dung ra được là vị Phật đó là vị Phật nào không chú? Đó mình không đón được bị Phật đó, mình không được. Không đỡ đó, không có ra được ha. Nhưng mà cái hình dạng đó thì con thấy nó giống như là một cái gì Phật kêu bằng cái gì ta, giống như là Phật tổ hay phải gì mà ở ngoài chùa Khmer ta. Cái này mình nói gì Phật ông đang ra vậy, đang ra cứu dân của mình vậy. Dạ. Nhưng mà cái đó mình không có nhìn ra được là hình dạng là cứu vị Phật nào ha. Dạ, mình không cái đó không biết Phật nào. Dạ. Nhưng mà vẫn thấy là cái búi tóc rồi kia nọ cuộn hết, đầy đủ hết. Đầy đủ. Dạ. Dạ. Thì con thấy là cái hình dạng đó ra đúng là người Phật của người Khmer mình luôn á. Dạ. Dạ, là cái hình dạng như đó, như Phật tổ vậy. Dạ, mình nhìn cũng tựa dáng vậy. Nhưng mà sợ nhiều khi cũng nhiều chư Phật cũng để tóc vậy á. Dạ, nhiều Phật. Phật mình nói như Phật phải cũng có tên khác nhau mà phải. Dạ. Mình là Phật đó. Dạ. Thì cũng có nhiều người ta nói là bàn thờ Thiên là không có Phật ở trong đó. Không có đâu, không có Phật. Dạ. Đó chị mình cầu nguyện cái đó như là như các của thầy trò có Phật á, mới ở chung thánh thần. Là thánh thần hả chú? Còn có chung Phật là không có ở chung bằng thiên được. Đúng rồi, cái là vị Phật á là không bao giờ ở trong bằng thiên, đúng không? Bằng thiên. Chỉ là thiên là thời, là thời những chư thần. Dạ. Thì con nghĩ là một vị thần nào đó thôi chứ không phải là Phật ở trong đó. Như tôi vậy nè, giấy Phật nè, đây một bản thiên ở đây nằm ngoài theo mình đọc kinh Phật nè. Đọc kinh Phật. Cúng hoa quả nhang đèn thôi. Mình cúng mình cầu nguyện Phật, mình đọc kinh cũng mình thúc nha cũng bàn thờ cũng ngoài cũng có. Dạ. Mình này là mới nó gọi là Phật nè. Dạ đúng rồi, cái này ở trong nhà mình là thờ Phật. Dạ, còn bàn thiên là thờ thật chư thần. Dạ, thần. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn chú nhiều ha. Dạ, chúc chú thật là nhiều sức khỏe. Dạ. Sắp bình hả con, giang hồ hả? Cầu nguyện đây cho hai chú được khỏe. Tối này là nhiều cô chú anh chị đây á, chụp hình là thấy nguyên cái tượng Phật ở trong đó luôn á cô chú anh chị nha. Cái này là không phải là làm giả dối ghép gì đâu, tại vì ở đây vẫn có cơ quan chức năng, người ta vẫn có ở đây đang mà thấy luôn mà, đúng không chú? Không phải cơ quan chức năng mà người ta đi đồn khỏi máy tính gì đâu, về thì sao đâu có được. Đây người ta có cơ quan địa phương, người ta tới đây người ta chứng nhận luôn là cái này là có sự việc có thật.
là cũng nói là giờ là thắp nhang đi, rồi cầu nguyện xong đi, rồi chạy tiếp không? Giờ mấy chú và hoặc mấy chị về đi, bị đây đang có dịch. Dạ. Mấy ông có nói gì không? Dạ. Nhóc luôn á, bọn mười nhóc luôn á. Dạ. Lập mà. Nó bị đây mấy cái hình này nó hơi mờ nè, mở sáng đó. Sáng hết sáng luôn rồi, quý chú chị nãy không? Nó sáng chân rồi quý chú nhỉ. Hiện ra là nguyên bức tượng Phật luôn quý chú chị. Đây là nguyên một tượng Phật trắng tươi luôn đang ngồi ở trong cái thiền. Sát chân là của chú này. Rất là sáng luôn. Ở đây là không phải là máy tính gì đâu, hay là ai ai để bức tượng vào đây nghe cô chú chị tự hiển linh lên. Mình có con chụp được ở đây. Ừ, gọi chị. À, hồi tối là cô có ở đây luôn, cô lúc mà dạ, thì nhà tôi đó. À, dạ. Nhà cô đó là trước đó nha. Dạ. Dạ. Cái bàn thi bên đó là của cô hả? Dạ, kêu tôi đốt nhang đâu có thấy đâu. Dạ. Rồi mẹ đốt nhang sao mẹ thấy đi xong nhau qua mẹ coi thôi rồi vậy đó. Rồi coi đây một hồi mới đi qua đi lại đông đó mà đâu có ai thấy rồi nói sao rồi mấy thằng mẹ đó nó thấy nó nói nhà bác hai có Phật kìa. À. Nó đi coi trời thiệt chứ giờ mới biết thấy đó. Dạ. Mấy bọn này nó chạy mà lúc đó ở ngoài mình mở đèn hết hay không chị? Dạ. Đèn mở đèn sáng bình thường. Dạ, sáng bình thường mỗi ngày vậy đó. Là trong mặt ông Thiên phát sáng ra mình dòm thấy tượng Phật trong đó luôn. Dạ, thấy trong Phật trong đó luôn, cái đâu có mở hàng ba gì mỗi sáng mỗi ngày vậy đó. Đâu có thấy gì đâu. Dạ. Dạ mỗi ngày đốt nhang đâu có thấy gì đâu, mấy năm trời vậy. Chỉ tối nè, hồi tối qua là hiện diện là các chư thần hiển linh ha. Dạ. Chứ đốt trước kia giờ cỡ khoảng 6 giờ mấy rồi. Ngày hôm qua là ngày mùng qua ngày mùng mấy hay chú? Qua ngày qua âm lịch là mùng chín nè, ngày qua là mùng chín âm lịch ha. Dạ. Có hy vọng tối nay với bê thần có quay về hay không? Dạ dạ để tối con ha. Có gì tối cái cô điện con chạy xuống nha nha cô. Dạ rồi, cảm ơn cô nhiều, chúc cô thật là nhiều sức khỏe nha cô nha. Dạ rồi.